Thưa anh chị em, tôi muốn dành những lời chia sẻ này cách riêng với hai cha mới du xe của chúng ta. Kính thưa quý cha, trong ngày lễ phong chức cho quý cha, trong bài giảng Đức Cha Giáo Phận có cho biết là ngay trước ngày quý cha chịu chức linh mục, có một cha nói đùa với quý cha rằng: ngày mai các thầy đổi đời, chắc chắn cái câu mà ngày mai các thầy đổi đời có nhiều ý lắm. Nhưng khi nghe Đức Cha kể câu chuyện như thế, tôi bật ra mấy ý này và xin được chia sẻ. Có lẽ trong những ngày qua cho tới hôm nay, các cha đã được nhiều cha giảng dạy cho mình đủ thứ điều rồi. Và các cha khi mà giảng lễ tạ ơn cho quý cha mới, chắc chắn các cha cũng gói ghém những tâm tư của mình để gửi cho đàn em đi sau nhiều lắm rồi. Tôi nghĩ rằng những lời dạy mà các cha đã nghe trong những ngày qua chắc có lẽ đã nhiều lắm, và tôi có nói cũng thừa. Nhưng thôi, tôi xin một chút thôi, một chút hành trang, vừa nói với người anh em đi sau mình nhưng cũng vừa nói với chính mình, và qua đó cũng là chia sẻ cảm nghiệm trong đời linh mục của mình bao nhiêu năm qua khi đã làm linh mục. Chứ cũng không dám bảo các cha phải thế này phải thế kia, nhưng mà bản thân mình cùng đồng hành với những anh em linh mục thì đúng hơn. Và tôi bật ra mấy ý này. Thứ nhất, đó là đúng thật, chúng ta đổi đời chứ. Kể từ khi làm linh mục thì từ nay anh em chúng ta, dẫu là ngoài 50 tuổi như tôi, hay như một số cha đã nghỉ hưu ngoài 70-80 tuổi, hay như các cha ngoài 30 tuổi tròm trèm 40, thì người ta vẫn gọi chúng ta là cha. Bằng chứng hôm nay tôi cũng đã đổi cách xưng hô. Trước đây hai anh em này không lạ gì, bởi vì cả hai anh em đều phục vụ tại giáo hạt Tây Ninh. Hàng tháng chúng tôi vẫn gặp nhau trong những cuộc tĩnh tâm. Tôi vẫn gọi các cha là thầy Khương, thầy Hiệp. Nhưng kể từ ngày hai vị chịu chức linh mục, tôi đã đổi cách xưng hô và gọi các ngài là cha. Rõ ràng chúng ta đổi đời thật, không phải nghĩa gì hết á, đúng với cái từ của nó, đúng với cái cách mà người ta vẫn gọi chúng ta cha, cha Hùng, cha Hiệp, cha Khương. Rõ ràng chúng ta đổi đời. Và xa hơn nữa, thưa anh chị em, khi các linh mục trở thành linh mục thì các ngài trở thành linh mục từ đâu? Có phải là các ngài leo lên 9 tầng trời, ngồi trên đó để trở thành linh mục không? Không hề. Các ngài ở giữa lòng đời, ở trong cuộc đời này, và các ngài trở thành linh mục giữa lòng đời, trong cuộc đời. Cho nên ngày hôm qua các ngài ở trong cõi đời này là một giáo dân như chúng ta, hôm nay các ngài trở thành linh mục cũng ở trong cõi đời này, thì rõ ràng ngay trong cái chuyện hôm qua và hôm nay có khác nhau, thì các linh mục đã đổi đời. Đổi đời thật sự. Và từ nay các linh mục cũng sẽ được gọi là Kitô hữu, nhưng để phân biệt với các Kitô hữu anh em mình, người ta sẽ gọi các linh mục là Kitô hữu linh mục. Rõ ràng các ngài đổi đời. Cho nên tôi nghĩ cái lời mà vị linh mục chia sẻ với quý cha ngay trước ngày chịu chức không sai đâu. Ngày mai các cha đổi đời,
Nếu hiểu theo nghĩa đó, chúng ta đã đổi đời, tôi đã đổi đời, và anh em linh mục dẫu đi sau mấy ngàn năm thì chúng ta cũng đều là linh mục đã đổi đời, bước từ đời, ở trong cõi đời, ở trong cuộc đời, chúng ta trở thành linh mục. Và vì thế hai chữ đổi đời nó mang hai ý nghĩa quan trọng này. Thứ nhất, chúng ta là ai? Thưa anh chị em, ba anh em chúng tôi là linh mục. Chúng tôi đổi đời để chúng tôi gần Chúa Kitô hơn, để chúng tôi trở thành những nhà phát ngôn của Thiên Chúa hơn, để chúng tôi trở thành những con người mà anh chị em gọi là mục tử. Để nếu mục tử đi đâu thì đoàn chiên theo đó. Mục tử đi là để dẫn dắt đoàn chiên. Chúng tôi đổi đời là để chúng tôi theo sát Chúa Kitô, là để chúng tôi ở cạnh Chúa Kitô, là để chúng tôi chia sẻ những thao thức, những trăn trở của Chúa Kitô đến với anh chị em, và để chúng tôi đưa anh chị em về với Chúa Kitô, để chúng tôi mở kho tàng bí tích, kho tàng ân thánh mà Chúa Kitô trao cho hội thánh, dẫn đưa anh chị em về với Người. Chúng tôi đổi đời là để đi trên con đường Chúa Kitô đã đi, đó là thi hành phận sự của mình theo ý Thiên Chúa, và hoàn tất phận sự của mình trong thánh ý Thiên Chúa. Chúng tôi đổi đời bởi vì chúng tôi là Kitô hữu linh mục. Không có ai trở thành linh mục thừa tác để chia sẻ chức linh mục của Chúa Kitô như các linh mục cả. Chỉ có các linh mục thừa tác, anh em chúng tôi mới trở thành và mới là người chia sẻ chức vụ mục tử và linh mục của Chúa Kitô. Chúng tôi đổi đời. Đổi đời thật chứ không phải nói chơi. Đổi đời thật chứ không phải là chuyện đùa trên môi miệng. Và từ nay, mỗi một lần đại diện cho anh chị em, nhân danh hội thánh, dân hy tế của chính Chúa Kitô kết hợp với Người trong ơn Chúa Thánh Thần và phụng thờ Thiên Chúa Cha, thì chúng tôi sẽ đưa tay để xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hiến bánh rượu, qua lời đọc và qua lời nài xin Chúa Thánh Thần thánh hiến bánh rượu, lễ vật anh chị em dâng trên bàn thờ lập tức trở thành mình và máu Chúa Kitô. Và nếu anh chị em mắc tội, chúng tôi ngồi trong tòa giải tội, anh chị em thú nhận tội lỗi với lòng ăn năn sám hối với tư cách của Chúa Kitô và với Người đại diện cho chính Chúa Kitô, mang đến cho anh chị em ơn tha thứ rõ ràng. Chúng tôi đổi đời. Nhưng chính vì thế mà gánh nặng trên vai mình. Đổi đời không phải để ăn trên ngồi tróc. Đổi đời không phải để mình làm quan làm vua. Ở ngoài người ta bảo là một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng từ ngày các linh mục trở thành linh mục của Chúa Kitô, các ngài biết rằng mình là người của hội thánh, mình là người theo sát gót chân Chúa Kitô, mình là người phục vụ các linh hồn. Cho nên từ lời ăn tiếng nói, từ tư cách, từ cách xử lý công việc, từ cách thể hiện tương quan, từ tất cả những suy nghĩ, những hành động, có thể nói như ai kia đã từng nói về bóng đá chẳng hạn, ăn bóng đá, ngủ bóng đá, chơi bóng đá, thì cũng vậy. Từ ngày linh mục trở thành là của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phải ăn với linh mục, ngủ với linh mục, chơi với linh mục. Chúng tôi mang thánh chức ở trong mình, và chính mình là linh mục, là chính chức thánh mà mình mang. Trọng trách đó không phải vừa. Vì thế nếu linh mục nào không chu toàn nhiệm vụ đổi đời này,
linh mục ấy đã trở thành một kẻ vứt đi. Nói một cách nhẹ là thế, nói nặng hơn, linh mục ấy đã trở thành một con người không phải là con người của Chúa Kitô. Cho nên, thưa quý cha, anh em chúng ta đổi đời, nhưng không phải để chúng ta làm bất cứ điều gì sai với thánh ý của Chúa, với ý muốn của Chúa Kitô, người thầy của mình. Không phải chúng ta làm bất cứ điều gì muốn là làm, nhưng không, chúng ta đổi đời để trở thành Chúa Kitô hiện thân của người giữa đoàn chiên, để chúng ta trở thành Chúa Kitô và hiện thân của người giữa anh chị em, giữa các linh hồn. Để nếu một giờ đêm có ai đó gõ cửa nhà xin cha sức dầu, thì dẫu là một giờ đêm các cha cũng phải dậy để đi sức dầu. Nếu ai đó mà muốn mình phải ngồi tòa giải tội trong lúc mình đang ăn, thì nếu chưa phải là giờ gấp gáp có thể xin người ta cho mình ăn xong chén cơm, nhưng nếu ngay lập tức phải buông chén cơm để đi ngồi tòa giải tội. Chúng ta đổi đời là để làm tất cả những điều này và mang Chúa Kitô cho linh hồn con người, mang linh hồn con người đem về trả lại cho Chúa Kitô. Chúng ta đổi đời là như thế. Cho nên chức linh mục ở trong đời đã trở thành một kẻ khác đời. Và mong rằng bất cứ linh mục nào khi khoác hai tiếng thánh chức linh mục vào trong cuộc đời mình, các ngài đều ý thức điều này, để các ngài sống nhân đức hơn, để các ngài nương tựa vào trái tim của Chúa Giêsu hơn, để các ngài khiêm nhường hơn, để các ngài ý thức phận mình chỉ là chiếc bình sành, nhưng được Chúa trao cho ơn thánh của người, ơn thánh của Chúa quý giá lại đựng trong chiếc bình sành này, thì các ngài sẽ là những con người hết tâm hết tình cho danh của Chúa mình, cho sứ mạng mà các ngài mang lấy trong cõi đời này. Không có ai có thể thay thế tác vụ của linh mục được. Chỉ có linh mục khi đứng đây mới có thể giảng dạy, khi đứng đây mới có thể cử hành thánh lễ. Anh em chúng ta đều phải nhớ như thế, để từng lời nói, từng cử chỉ, từng bước đi, từng cách thể hiện, từng tương quan, từng suy nghĩ, chúng ta phải tránh hết sức để không có gương mù từ chúng ta xuất ra. Chúng ta phải tránh hết sức để không có bất cứ điều gì có thể chệch choạc. Dĩ nhiên mình là con người như anh chị em, sẽ có những lúc chúng ta có tội, sẽ có những lúc chúng ta vấp váp, nhưng đó chỉ là một số lần nào đó mà mình vô ý thức, chứ không phải một sự cố tình. Rồi mình nài xin Chúa tha thứ cho ngay, mình lãnh nhận bí tích giải tội ngay, mình chạy đến ôm lấy chân Chúa Giêsu ngay, mình trở về với cốt lõi của đời mình là lời của Chúa, là thánh lễ, là bí tích thánh thể, là nguồn sống của chúng ta trong từng thánh lễ ngay. Đó là cách chính mình giữ mình trong thánh chức. Hôm nay đặc biệt hơn, ngày lễ Chúa Giêsu hiến dâng mình để trở thành tấm bánh cho chúng ta, ngày lễ mình máu Chúa Kitô, lời tạ ơn của các cha chắc chắn sẽ không chỉ là một lời tạ ơn khơi khơi, nhưng nó sẽ là lời tạ ơn đi liền với hiến lễ của Chúa Kitô. Chính vì tạ ơn Thiên Chúa mà Chúa Kitô chấp nhận hiến dâng mình, chính vì để tạ ơn Thiên Chúa mà Chúa Kitô dâng hiến mình trở thành hy lễ tạ ơn đời đời. Tạ ơn Chúa trong ngày Chúa Kitô hiến mình, thì rõ ràng anh em chúng mình sẽ là những người biết hiến bản thân cho chính thừa tác mà Chúa Kitô trao cho. Chắc chắn chúng ta phải làm cho bằng được điều này. Làm gì thì làm, phải làm cho bằng được điều
mà chúng ta phải trở về, đó là cốt cách của người linh mục, đó là cốt cách mà Chúa Kitô trăn trở và trao cho. Và điều thứ hai, đổi đời không chỉ là linh mục đổi đời đâu, mà còn là một sự thay đổi đời sống của anh chị em. Để làm sao khi linh mục hiện diện thì anh chị em của mình cũng sẽ dần dần đổi đời họ. Cũng có hai cách đổi đời. Một linh mục nhậu nhiều quá, say be bét, làm cho anh chị em khác họ bắt chước theo, họ đổi đời thành ra một kẻ say, đúng không? Nhưng mà nếu mình là một người đổi đời để trở thành người đưa người khác đổi đời, thì chúng ta sẽ đưa họ, đưa các linh hồn, đưa anh chị em giáo dân về với Thiên Chúa, về gần cận với đời sống đức tin, về với lòng mến nhiều hơn. Và đặc biệt chúng ta đổi đời mình nên giống như Chúa Kitô và trở thành người nhịp bước theo Chúa Kitô, rồi chúng ta đổi đời của những người mình có trách nhiệm, nhưng dứt khoát không để đời đổi mình. Anh em chúng mình dứt khoát không để đời đổi mình. Chúng ta hãy cứ đổi đời mọi thứ, nhưng đừng bao giờ để đời đổi mình. Đời mà nó xâm nhập vào mình là nguy hiểm. Đời mà nó đổi mình sẽ trở thành một linh mục mê tiền. Mình sẽ trở thành một linh mục, xin lỗi, mê những thứ tầm thường khác ở trong cuộc đời này, dâm dục chẳng hạn. Nếu mình để cho đời nó đổi mình sẽ mê những thứ mà ở đó không thuộc hàng linh mục. Hãy đổi đời và đừng để đời đổi mình. Đó là điều mà có lẽ các linh mục phải thâm tín thường xuyên trong cuộc đời. Và xin mình mẫu thánh Chúa Kitô là bí tích giúp cho các linh mục trưởng thành từng ngày. Khi các ngài cử hành thánh lễ sẽ là phương dược quý giá để các linh mục vừa đổi đời, vừa thay đổi chính cuộc sống của mình từng ngày như Chúa, vừa để tránh làm cho đời đổi mình. Nhờ chính Chúa Giêsu Thánh Thể là sức mạnh, là nguồn bổ dưỡng, là tất cả sự sống của từng người Kitô hữu cách riêng của mỗi anh em linh mục chúng mình. Xin Chúa ban cho quý cha cùng với anh em linh mục chúng tôi, những người đi trước, sẽ trở thành những linh mục đạo đức của Chúa, sẽ trở thành những linh mục của thánh tâm Chúa, sẽ trở thành những linh mục xứng hợp mỗi khi chúng ta ra bàn thờ dâng thánh lễ, mỗi khi chúng ta ban bí tích cho giáo dân, chúng ta xứng hợp thật sự. Hãy nhớ một điều, chúng ta có quyền đổi đời để giống như Chúa, và có quyền thay đổi đời sống của anh chị em cho họ tốt hơn, nhưng không bao giờ được để đời đổi mình. Giúp cho mình trưởng thành từng ngày trong ơn Thánh Chúa mà thánh chức của chúng ta gợi lên cho chính chúng ta. Cảm ơn anh chị em lắng nghe.